Ngày 2 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh video về một đám cưới trên địa bàn xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo đó, hình ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy một cuộn pháo được một người đàn ông trung niên dài thành 3 đến 4 dãy trước cửa nhà tổ chức đám cưới. Trước khi hôn lễ diễn ra, cảnh pháo nổ ầm ĩ bên đường quốc lộ, khói bốc trắng một đoạn đường khiến hàng trăm phương tiện ùn ứ di chuyển khó khăn. Trong khi đó, pháo hoa tầm thấp được đốt vào buổi tối. Hiện công an của Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội đã phối hợp với công an huyện vào cuộc xác minh điều tra.